khi ai yêu một ai thật lòng, đâu nói quên là quên phải không? Khi người ta đã hết yêu rồi thì níu kéo cũng chỉ vậy thôi. Nên đừng bao giờ theo hy vọng rồi dập tắt cũng chỉ bằng không. Bây giờ nên học cách im lặng để ra đi khi tim đã không thương. Dựa vào tổ cuộc đời, nước mắt cũng đã rơi.